kéo cò, kéo cò. Giữa hai đội, đội bên đây toàn là nặng ký, bên đây là cái gì, thiếu cơm. Hai đội này là không có căng sức với nhau rồi. Quá, bên đây quá dày cơm, bên đây quá mỏng cơm rồi. Coi như là chưa kéo là thắng thua ta gõ, nhưng mà coi có sự bất ngờ này không. Hai bên đây bự quá. Quay bên đây đi, coi bên đây nó bị nó kéo bên đây đi rồi nha. Nè bắt đầu là nó kéo, kéo dần ra tới quán này luôn. Kéo ra tới ngoài đường luôn nè. Đó, đó, đó. Đó. Kéo dần ra tới quán này. Quá màu. Ủa sao mấy thầy? Sáu tới sáu là tư. Đó là từ quá mừng rồi. Ồ, vô không nhớ nữa rồi, tới chung kết thì về đây sao từ sao là năm sau sáu gì mới vừa. Sao cái co bên đây có bạn tí nị nè, đội này đội nặng ký, đội bên đây đội cũng nặng ký, hai đội này vừa nè. Quay ngay giữa nè. Mình nên là Văn Anh là chấp hai đó. Một mình Văn Anh là chấp hai rồi đó. Rồi cái đội bên đây cũng là hai đội này xứng nè. Đây lực lượng của hai đội đây.